có tới 71.635 khán giả tới sân Mercedes-Benz để xem cuộc đọ sức giữa chủ nhà Atlanta United với Inter Miami. Hiển nhiên, khu vực VIP vẫn kín chỗ với hàng chục sao hạng A của showbiz Mỹ cũng có mặt. Tất cả họ đương nhiên có cùng một mục đích, đó là tới chiêm ngưỡng Lionel Messi. Nhưng Messi không thi đấu, thậm chí là không có tên trong danh sách đăng ký. Ngay khi đội hình của Inter Miami được công bố, những tiếng ồ lớn và cả huýt sáo đã vang lên. Rất đông fan Atlanta không quan tâm đội nhà được hưởng lợi khi đối thủ thiếu vắng ngôi sao hàng đầu. Họ chỉ biết là mình đã bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn đô la Mỹ mà không được thấy Messi. Cơn sốt Messi đã kéo dài gần 2 tháng nhưng vẫn có dấu hiệu hạ nhiệt. Người Mỹ vẫn đang phát cuồng về Leo. Thực tế là ngay khi trở lại Miami sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, đã có những lo ngại về sức khỏe của Messi. Ở đợt tập trung vừa rồi, Messi ghi bàn duy nhất giúp Argentina hạ Ecuador 1-0 rồi xin thay người vì mệt. Sau trận, anh thừa nhận việc này có thể còn tái diễn nhiều lần. Messi cũng không được đăng ký thi đấu mà sắm vai trợ lý cho huấn luyện viên Lionel Scaloni ở trận tiếp theo thắng Bolivia 3-0 tại La Paz, nơi có độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển. Bất chấp những điều đó, vẫn có rất đông fan cắn răng bỏ ra một số tiền lớn với hy vọng mong manh rằng Messi có thể xuất hiện ở sân Mercedes-Benz để rồi phải thất vọng ra về. Messi có tội không? Có chứ, tội lớn luôn đấy. Đó là gây thương nhớ, khiến ngay cả fan của đối thủ cũng phát cuồng. Messi bây giờ là tài sản chung của cả nước Mỹ, chứ không riêng Inter Miami. Chính Messi đã tạo nên cảnh tượng kỳ lạ này khi liên tục suốt một tháng nhồi vào đầu người hâm mộ những khoảnh khắc phi thường. Ở một nơi vốn thiếu thốn bóng đá đỉnh cao, Messi vừa trở thành chất gây nghiện mới. Thế nên bây giờ bảo người Mỹ cai Messi thì họ làm thế nào được? Messi, Messi, Messi. Fan Mỹ đòi Messi như trẻ con đòi quà trung thu. Hiển nhiên sự hâm mộ này rất có lợi nhưng cũng đầy cái hại với Messi. Để chiều fan, có khi Messi phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe của mình. Ngày càng thường xuyên, vấn đề về thể lực của El Pulga bị đem ra mổ xẻ. Rõ ràng chỉ sau một năm, Messi đã lộ rõ dấu hiệu của một người đàn ông trung niên khi máy móc trong người cũng đến lúc cần đại tu. Messi có tội với fan đã đành, có tội với chính Inter Miami nữa. Chứng kiến cách Atlanta United hủy diệt Miami với tỷ số 5-2, người ta trông thấy hình ảnh xưa cũ của đội bóng áo hồng. Nói xưa thì cũng hơi quá, chỉ từ tháng 7 mà thôi, Inter Miami cũng chưa có Messi bị lép vế y hệt thế này ở bất cứ sân đấu nào. Họ dễ dàng thua 3-4 thậm chí là 5 bàn là một chuyện quá bình thường. Chính nhờ tác động của Messi mà đôi lúc người ta quên mất Inter Miami từng yếu như thế nào và khi bỏ M10 ra thì đội bóng này nhanh chóng trở về dạng chưa tiến hóa. Không Messi, không cả Jordi Alba, một mình Sergio Busquets là không đủ để làm cân bằng đội bóng của chủ tịch David Beckham. Lối chơi của Inter Miami thiếu một điểm nhấn khi họ chỉ biết truyền qua truyền lại và trông chờ vào những quả tạt từ hai biên cũng như các tình huống cố định. Rất nhanh, những cầu thủ áo hồng đã quen với sự hiện diện của Messi. Họ đã quen với việc truyền bóng cho Leo mỗi khi không biết làm gì. Một đội bóng phụ thuộc là điều không tốt, nhưng vì trình độ quá chênh lệch giữa Messi và phần còn lại nên không thể làm gì khác. Cách đây không lâu, tiền đạo Leonardo Campana từng chia sẻ sau chiến thắng trước Sporting Kansas City. Chúng tôi cảm nhận rõ sự thiếu vắng Messi, nhưng như đã nói hôm qua, anh ấy vẫn mang lại sự tự tin cho nhiều cầu thủ trong đội. Chúng tôi bây giờ ra sân với niềm tin chiến thắng. Bây giờ chúng tôi biết khả năng của mình và đó là điều cơ bản để giành 3 điểm hôm nay. Campana tiết lộ Messi đã gửi tin nhắn chúc mừng lên nhóm WhatsApp của đội. Trung phong 23 tuổi cũng ca ngợi ba tân binh ngôi sao Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba vẫn duy trì khát khao muốn Miami thắng mọi trận và mọi giải đấu. Huấn luyện viên Gerardo Martino thì nhấn mạnh chiến thắng trước Sporting Kansas City là minh chứng cho thấy Miami có thể đá tốt dù vắng Messi. Với một tập thể có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, khi cậu ấy không thi đấu, quả là điều tuyệt vời khi biết đội có thể chiến thắng. Thất bại mới nhất chỉ ra những phát biểu trên chỉ là lạc quan tếu. Inter Miami không cần niềm cảm hứng điều khiển từ xa, họ cần Messi mà thôi, đơn giản là như vậy. Sau 12 thất bại, con voi Inter Miami đã ngã khỏi ngọn cây. Đương nhiên trong câu chuyện này, người ta biết vì sao Inter Miami leo được lên trên cao như vậy. Nhưng con voi thì vẫn chỉ là con voi, nó không sinh ra để trèo cây. Đội bóng của huấn luyện viên Tata Martino vẫn còn quá nhiều vấn đề, quá nhiều điểm yếu và nếu không vì Messi vắng mặt, người ta cứ cố tình lờ đi. Inter Miami bây giờ thiếu một trung vệ xịn sò, một tiền vệ chia sẻ công việc với Busquets và một chân chạy cánh tốc độ cao. Inter Miami lên bóng quá cơ bản, quá dễ đoán và nét đột biến duy nhất của họ đương nhiên là nằm cả ở Messi. Chính vì vậy trong thời gian tới, Inter Miami phải lao vào thị trường chuyển nhượng và mang về những nhân sự thật chất lượng thì mới có thể đua tranh nghiêm túc các danh hiệu.
đặc biệt là những đấu trường đường dài như là MLS. Còn bây giờ, khi mà cơ hội lọt tới vòng playoff đã quá mong manh, đừng bất chấp mà mạo hiểm với sức khỏe của Messi nữa. MLS không có xuống hạng, vậy thì Inter Miami cứ đá cầm chừng như vậy đi. Chỉ khi tới các trận đấu quan trọng như là chung kết US Open Cup, lúc đó mới triệu hồi Messi cũng chưa muộn. Sau thời gian dài dùng như phá, Inter Miami hiểu Messi cần nghỉ ngơi như thế nào. Đó không phải là một trận, hai trận, một tuần hay hai tuần, mà còn có thể là lâu hơn nữa. Messi đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng và cần một thời gian dài tĩnh tâm để trị thương. Khiến đội bóng phụ thuộc vào mình, rồi bây giờ bắt người ta tự đá bóng. Messi ít có ác lắm. Nhưng thôi, cũng đâu có ai muốn như vậy. Ở tuổi 36, Messi chỉ có thể làm được như thế. Hãy nghe lời Messi, học cách quen dần với việc anh sẽ thường xuyên vắng mặt đi. Thế những lúc không đá bóng, Messi làm gì? Thực ra có rất nhiều hoạt động khác đang chờ Messi khám phá ở xứ cờ hoa. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Messi đã đến học viện của Inter Miami vào sáng 17 tháng 9 để theo dõi cậu cả Thiago thi đấu. Hai nhóc tì còn lại của nhà Messi là Matteo và Ciro cũng xuất hiện ở khu vực khán giả. Sự xuất hiện của Messi khiến trận đấu tập của đội U12 Inter Miami được chú ý nhiều hơn. Messi còn đem theo một thức uống đặc biệt, đó là trà Yerba Mate, một thức uống có nguồn gốc từ Nam Mỹ, giúp tăng sự tập trung và chống oxy hóa. Theo tờ Ole, Messi còn trổ tài huấn luyện viên, trực tiếp chỉ đạo cậu con trai Thiago chơi bóng. Nhìn cảnh ngôi sao số 1 thế giới ngồi dựa lưng vào tường chờ con trai đi học về, cảm giác yên bình đến lạ. Đó chính là cuộc sống mà Messi muốn, được là một người đàn ông của gia đình. Anh cũng chỉ muốn như những ông bố khác, được có mặt chứng kiến những bước phát triển của các con. Vì thi đấu, vì sự nghiệp, Messi đã bỏ bê quá nhiều và giờ anh muốn bù đắp. Đến nước Mỹ chính là cơ hội để Messi làm điều đó. Những đứa trẻ trong học viện của Inter Miami đã quen mặt với Messi. Thi thoảng có đứa đến bắt tay, xin chữ ký, xin chụp ảnh, chứ không có đám đông gào thét đòi được sờ vào thần tượng. Messi thích sự yên bình như vậy. Ngồi nhâm nhi ly trà, tán dóc với mấy đứa trẻ. Messi cũng là một người trong số chúng ta. Nếu thực sự yêu quý Messi, hãy kìm sự hâm mộ vào trong lòng mình. Sau 20 năm gắn bó với trái bóng, Messi xứng đáng được đứng bên ngoài chiến tuyến, đóng vai của một khán giả như bao người khác. Messi xứng đáng có nhiều thời gian bên gia đình, không phải chỉ vì chấn thương hay là tuổi tác, mà đó là điều đúng đắn nên làm. Không điều gì đáng giá hơn gia đình, công danh, sự nghiệp và tiền tài, mọi thứ sẽ chỉ là phù du nếu chúng ta không có một gia đình hạnh phúc. Messi thật sự là một tên tội phạm khi liên tục phát tán virus nhớ nhung. Nhưng xét những thành tích đã đóng góp cho xã hội, Messi được xử hưởng án treo, phải sống chung thân trong lòng người hâm mộ.